qua thì thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đẩy mạnh công tác này nhằm đáp ứng được yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Chị Thiều thì vòng thăm công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn MPS Việt Nam 100% vốn nước ngoài đã không ngừng rèn luyện học tập để trở thành đảng viên. Trong quá trình lao động sản xuất, bản thân chị đã không ngừng cố gắng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, là nhân tố tích cực góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp. Đối với chị Nguyễn Thị Nhật Phượng, một công nhân sắp được kết nạp vào đảng thì tấm gương của các đảng viên trong chi bộ chính là động lực để chị nỗ lực phấn đấu. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đảng thì hành động tích cực và những phẩm chất rất tốt, và tôi muốn đứng cùng hàng ngũ với các bạn viên. Để đạt được cái kết quả đó thì trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng thay đổi cái hướng tiếp cận với lại quần chúng bằng nhiều hình thức, có thể thông qua công đoàn, có thể thông qua đoàn thanh niên, và một mặt thì cũng thông qua trực tiếp vận động quần chúng. Và một cái điều chúng tôi cũng thấy nhận thấy rằng đa số quần chúng cũng có cái nguyện vọng vào đảng. Thực tế cho thấy, nơi nào có công đoàn tổ chức đảng mạnh thì nơi đó người lao động được thông tin sâu và nắm bắt các chính sách chủ trương của nhà nước kịp thời, ít xảy ra tình trạng đình công. Do vậy, đảng bộ có giới sức tinh thần rất coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp. Đây là những nhân tố tích cực để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, giúp cho các doanh nghiệp nhận thức đúng đắn chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước Việt Nam, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Qua phong trào thi đua và làm giỏi do công đoàn tổ chức thì qua đặt đá và đoàn thanh niên thì dần dần hai cái này đã giáo dục và giúp tiền đề công nhân cái nhận thức của đảng được. Lâu nay, vấn đề phát triển đảng tại các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI còn gặp khó khăn. Một số doanh nghiệp chỉ chú trọng vào việc sản xuất kinh doanh mà không quan tâm đến phát triển đảng. Như vậy, vì 6 công nhân tại doanh nghiệp FDI MBS Việt Nam được kết nạp đảng trong năm 2011 cho thấy, công tác phát triển đảng trong công nhân lao động đã có chuyển biến mới.